Xin chào tất cả các bạn ha. Sáng nay thứ bảy rồi. Mình chở hai đứa nhỏ này đi mua đồ ăn sáng. Hôm nay thì tụi nó thích ăn McDonald's, cho nên là mình chở mua McDonald's để tụi nó ăn. Rồi thì cũng muốn chia sẻ các bạn là khi mình tới McDonald's, mình mua McDonald's thì sẽ lái xe và đi mua luôn, chứ không có đi vô trong. Bởi vì tại McDonald's sẽ có một cái con đường mà tụi mình tự động lái xe vô, rồi tự động order, rồi tự động trả tiền, rồi họ sẽ đưa được ăn cho mình tại xe của mình luôn. Thì cũng muốn chia sẻ các bạn về cái điều này tại Úc như thế nào. The car is moving for the camera. Từ nhà mình đi tới chỗ McDonald's thì cũng không có bao xa, tầm khoảng 5-7 phút thôi. Sáng nay thì mình không có đi chợ mua đồ ăn, bởi vì hôm qua mình đã mua rồi. Chỉ là tiếp tục ăn những cái món đồ của ngày hôm qua thôi. Rồi đồ ăn sáng thì sáng nay thì mua bánh nồi cho tụi nó thôi. Giờ mình thì đi làm ngày cuối tuần. Những ngày cuối tuần mình rảnh, mình ở nhà thì mình sẽ lúc áp hai đứa nhỏ để cho vợ mình đi làm. Giờ mình thì nghỉ những cái ngày mà đầu tuần, bởi vì cuộc sống bên này á là chỉ có hai vợ chồng và hai đứa con, cho nên thì không có bà con anh em thân thuộc nào. Chính vì vậy thì có con nhỏ là một cái điều mà các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và bận rộn, cho nên thì hai vợ chồng sẽ share nhau để mà chăm sóc hai đứa. Đầu tuần thì vợ của mình sẽ lúc áp hai đứa nhỏ cho tụi nó ăn sáng, rồi dẫn tụi nó đi học và đón tụi nó về. Còn mình thì sẽ lúc áp tụi nó hai ngày cuối tuần để cho vợ mình đi làm. Nếu như mà một trong hai đứa nhỏ lỡ như tụi nó bệnh như vừa rồi thì sẽ có một người nghỉ ở nhà để mà chăm sóc tụi nó, mà người nghỉ ở nhà nhiều đó chính là vợ mình. Bởi vì mình phải đi làm, mình không có công việc của mình thì không thể nào nghỉ ở nhà được. Cho nên nếu như các bạn có một cuộc sống bên này và với có con nhỏ thì đó là một điều mà các bạn sẽ rất là cực và sẽ mất rất nhiều thời gian với con cái của mình. Hôm nay thì trời rất là trong xanh, thời tiết rất là đẹp, cộng với cái cảm giác se lạnh của mùa đông. Hiện tại bây giờ là 10 giờ sáng ngày thứ bảy và nhiệt độ thì đang là 18 độ. Đó là một cái nhiệt độ rất là mát mẻ. Thì bây giờ tới ngã tư này thì mình sẽ đi thẳng một đoạn thôi là sẽ tới McDonald's, cũng không xa nhà của mình. But you know, I'm on a mission. Yeah.
yeah, I know, I know, I know. You love the attention, but I don't, I don't, I don't do second guessing, yeah. You gotta work to call me your own. Ain't no doubt about it. Don't call me up when you feel alone, 'cause I can do without it, yeah. Tell me what's the move. I can't do this anymore, need something new, 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 new. Show me that you want me to. Oh, I'm starting to get bored. Slow in motion, I need more. I'm not your ordinary girl, no. I'm not your ordinary girl, no. I don't wanna waste my time. Morning, two Happy Meal cheeseburger, please. Yeah, with the apple juice today. No, I need for the Coke, please. Coke, anything else? No, thank you. No worries, drive on down. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Sau khi mình trả tiền tại đây và đi tới cái chỗ cửa sổ này là mình sẽ nhận đồ ăn. Họ sẽ đưa của mình tại cái cửa sổ đó. Rồi sau khi mình nhận rồi thì mình cứ việc đi thẳng và đi về thôi. Thường thì mua như vậy thì không cần thiết phải đi vô trong shop để mà order đồ, bởi vì nó sẽ tiện cho những người đi làm nè, không có thời gian, họ chỉ có ngồi trên xe họ order đồ rồi trả tiền. Sau khi order xong rồi bắt đầu chạy tới cái cửa sổ đầu tiên để mà trả tiền và đi tới cái cửa sổ thứ hai để nhận đồ. Họ làm rất là nhanh. Đôi khi có những cái món mà cần phải khi order họ mới bắt đầu làm thì mình chờ đợi hơi lâu thôi, chứ bình thường thì rất là nhanh lắm. Thank you. Rồi, thế là xong. Vậy bây giờ đi về cho tụi nó ăn thôi. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. I want this.
Rồi, hai phần McDonald's, phần bánh, trà nước. Thường thì cái này á, McDonald's này có hình đồ chơi á, là dành cho con nít. Có cái hộp riêng như vậy. À, rồi, bây giờ mình xem là ở trong nó có cái gì ha. Ok. Đây là một cái cheeseburger. Một cái cheeseburger thì để mình xem. Rồi. Rồi. Bây giờ một đứa con nít mà ăn một cái cheeseburger này thì no luôn. Một cái miếng bò ở trong và dưới là một cái miếng chi. Ở bên cạnh đó thì có một ít sốt cà chua. Rồi. À, trong này nữa thì có chip. Ok, chip. Rồi có thêm đồ chơi. Cái này là hình gì á? À, cái hình đồ chơi. Con nít bên này thì một phần đồ ăn bao gồm một cái bánh burger, chip và tất nhiên là có đồ chơi nữa cho tụi nó ăn, cho nó vừa chơi vừa ăn đó mà. Rồi. Ở bên cạnh đó thì mình muốn uống nước gì thì hồi nãy mình order là Coca-Cola. Rồi, có hai cống hút. Thế là hai phần ăn sáng cho hai đứa nhỏ. Đồ chơi của McDonald's thì nó có một cái hình cô gái. Bên cạnh đó thì có thêm một cái này nữa là cái gì xì. Cái này là cái gì đây? Cái này thì không biết là sẽ làm sao đây. Còn cái hình này là cái hình màu hồng, còn một cái màu xanh cho con trai và một cái màu hồng cho con gái. Rồi, đây là tụi nó đi tiếp đây. Và một cái burger. Coca-Cola. Rồi, mình cũng xin kết thúc video clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.